Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 6 câu 35 đến câu 40. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha đã ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi. Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ta là bánh hằng sống. Lời khẳng định này lột tả tính chân thật về chính thánh thể là mình máu Chúa Kitô, không phải là cái gì khác mà chính là người. Chính người là bánh hằng sống. Sự giản dị được lột tả qua ngôn từ chân thật đến trần trụi, không hề che giấu ấy làm cho những người nghe kinh ngạc, và họ tỏ ra nghi ngờ. Từ kinh ngạc đến nghi ngờ, vì họ không tưởng tượng được sao lời ấy lại chân thực đến như thế. Nó thật đến như ảo. Ngôn từ chúng ta vẫn thường nói, thật không thể tin được. Ta là gợi cho người Do Thái về mặc khải quan trọng. Chúa tỏ mình ra với Mô-xê trong biến cố bụi gai. Ta là đấng tự hữu. Thực ra ngôn ngữ của chúng ta và cả sự thâm thúy trong từ ngữ Do Thái cũng không thể diễn tả nổi danh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi lặp lại tính định danh ta là này, Chúa Giêsu nhắc nhớ cho họ về căn tính và nguồn cội Thiên Chúa của người. Người là Thiên Chúa, đích thực người chứ không phải ai khác, đã tỏ mình ra cho Mô-xê. Đưa họ quay về với nguồn cội mặc khải ấy, cho họ thấy Thiên Chúa thực sự là đấng đã nuôi sống dân. Không chỉ là các manna, không chỉ là cho dân chim cá, lương thực, bánh ăn. Ngài là chủ của mọi loài. Chúa Giêsu còn nhiều lần dùng lại hình thức mặc khải nguyên thủy này để nói lên căn tính của người. Tôi là ánh sáng thế gian. Tôi là cửa cho chiên ra vào. Tôi là mục tử tốt lành. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Tôi là cây nho đích thực. Mỗi lần lặp lại ta là, Chúa Giêsu muốn họ nhìn thấy mỗi khía cạnh khác nhau về người. Dù nhìn dưới khía cạnh nào, với bất kỳ cảm nhận nào, người vẫn là đấng thiên sai. Lời của người chân thật và lời chứng về bánh hằng sống là chính người tự hiến làm lương thực đời đời cho chúng ta. Những lời này của Chúa nói với những người Do Thái xưa và nói lại với chúng ta hôm nay, quả thực là một thách thức cho lý trí chúng ta. Như trong bụi gai Chúa nói với Mô-xê, làm cho ông tự vấn: Ngài là ai? Và tôi phải nói với dân về Ngài là ai cho họ biết. Thì trong những lời này của Chúa, nó vượt quá những suy nghĩ của chúng ta. Làm sao Ngài là bánh trường sinh? Làm sao lời Ngài có sức mạnh ban sự sống đời đời được? Lạy Chúa Giêsu, với trí hiểu hạn hẹp, chúng con làm sao hiểu thấu những điều siêu nhiên? Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, đức tin soi sáng, đức tin phá tan sự mù tối lý trí của chúng con. Amen.